What's up everyone? Welcome back. Và chúng ta đến với phần tiếp theo, đây chính là lesson 8 về câu phức về noun clause, tức là mệnh đề danh từ. Thì chúng ta có 3 loại mệnh đề danh từ. Mệnh đề danh từ thứ nhất đấy chúng ta gọi là that clauses, tức là mình sẽ dùng chữ that rất là nhiều. Mọi người nhìn ở các cái bài luận đằng trước của mình phân tích ạ, thì mọi người cũng sẽ thấy là cái chữ that này xuất hiện rất là nhiều. Tiếp theo là if or whether. Khi mà nó mở đầu bằng cái phần này á thì nó cũng báo hiệu được đây là mệnh đề danh từ và cần SVO đằng sau. Và question clauses cũng tương tự như vậy, nó sẽ là who, what, where, when, how các kiểu, tùy vào cái nghĩa của cái câu của các bạn, và nó cũng sẽ có thêm SVO đằng sau. Ok. Và về vị trí của mệnh đề that thì nó có một vài vị trí, ví dụ như nó đứng sau động từ để nó đóng vai trò là bổ ngữ trong câu. Ví dụ như I believe that thì đây là chủ ngữ là I, rồi động từ là believe đúng không, và tin là tin vào cái gì, nó từ that này trở đi nó sẽ là cái đó, cái sự việc rằng cái gì đó đúng không. Self driving can be promoted in several different ways that do not punish drivers đúng không, chữ that này. Hoặc là it is not that, tức là it is not 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 cái gì đúng không, như kiểu it's not you it's me, những cái câu chia tay kiểu kiểu nổi tiếng á, it's not you it's me, tức là lỗi là của anh đúng không, không phải của em, thì it's not cái gì đúng không, that này trở đi là cái đó. Nó không phải là cái việc kiểu tao không tin mày với cả tiền của tao, mà thực ra đấy chính là nó là cái việc mà tao không có tiền. Ok. So it is that I don't have much money left. Okay. So cái that này sẽ báo hiệu cái việc đấy chính là đằng sau này chính là một cái mệnh đề đầy đủ SV này, để nó đóng vai trò trong cái mệnh đề that này. Ok. Nó làm cho mệnh đề that đấy đủ cái cấu trúc và đủ nghĩa. So that cũng có thể đứng sau một vài tính từ nhất định nào đó, chỉ cảm xúc. Ví dụ happy, glad, proud, pleased, sad, upset, worried, sorry, certain, surprised and sure, kiểu như vậy. I'm sure that cái gì đó đúng không? Mọi người rất là hay nghe thì I'm happy that, I'm glad that, she said that, kiểu kiểu như vậy. So, but when I wear shorts and flip-flops at the weekend, they are very surprised that I am a decent person. Well, surprised that. Nó cũng là đứng sau một vài danh từ chỉ ý kiến nhé. Mọi người nhớ là chỉ ý kiến. Ví dụ như the idea that, the theory that, the thought that, the claim that, assertion, statement, belief, notion, opinion, assumption, predisposition, what else? Rất là nhiều. Presumption, proposition, tất cả những cái thứ liên quan đến ý kiến đó, nó sẽ đều có nghĩa, đều có thể cho cái mệnh đề that đi sau được. Okay. It is my genuine belief that as technology improves going forward, so will people's social experience. Hoặc nó có thể đứng đầu câu để đóng vai trò chủ ngữ được, bởi vì nó là danh từ mà, đúng không? Mệnh đề danh từ có nghĩa là cả cái mệnh đề đằng sau đấy đóng vai trò là một cái danh từ bắt đầu bằng that, thì nó vẫn có thể đứng đầu câu để đóng vai trò làm chủ ngữ trong câu được. Thì cách viết này nó hơi bị kỳ cục, hiếm khi người ta dùng cái cách viết này. Ví dụ như that the earth, on earth is getting warmer, nên dùng cái gì nhé, that the earth is getting warmer is certain. Mọi người cũng thể dùng là it is certain that the earth is getting warmer đúng không, thì nghe nó mượt hơn rất là nhiều, thay vì mình dùng là that the earth is getting warmer is certain, nghe nó hơi kỳ kỳ. Okay. Nhưng nó vẫn đúng ngữ pháp nhé, bởi vì basically đây nó vẫn cần đóng vai trò là một danh từ mà. Danh từ đóng vai nó chủ ngữ được, để là động từ, câu vẫn có nghĩa. Ok. Và chúng ta thử hoàn thành các câu sau sử dụng mệnh đề that nha. Ví dụ như câu đầu tiên, scientists believe that đúng không? Tin cái gì? Nào, mọi người muốn tin cái gì? Scientists believe that humans are unique because they speak, they have languages, right?
đúng không? Hoặc là they have invented languages. Scientists believe that global warming is not reversible, tức là không thể đảo ngược được, đúng không? Environmentalists warn that, cũng tương tự như vậy. So environmentalists warn that the earth is getting warmer. People living near sea coasts and on low-lying islands are worried that their homes, their houses will be displaced or will be destroyed if sea levels rise. Đúng không? Nếu mà cái mực nước biển tăng lên thì nó sẽ làm mất đi cái phần này. Mọi người nhớ là pause cái video lại nhé, tự viết để xem có đúng không. Nhớ là sau những cái rác này nó phải đầy đủ SV nhé, thiếu SV là sai. Và SV mọi người cũng phải đồng ý với nhau về chủ ngữ động từ. Has been proven, cái gì đó đã được proven, ví dụ như that men are stronger than women has been proven. Mọi người phải có that đằng trước nhé. The idea that, phải có SV đúng không? The idea that is nonsense. The idea that men are smarter than women is nonsense. Đàn ông không thông minh hơn đàn bà đúng không? Thì như vậy, mình không chắc lắm. Pretty nonsense. So our teacher was very proud that we won the competition. Chúng ta thắng cái cuộc thi đúng không? So our teacher was very proud that we won the competition. Tiếp tục, that air temperatures are rising is significant. Thì tương tự như vậy, that này, xong chủ ngữ này, động từ này, air temperatures là chủ ngữ này, are là động từ này. Câu hoàn toàn có nghĩa đúng không? Nhưng mà nó tương đối là kỳ cục đúng không? Nó sẽ it is significant that air temperatures are rising. Tương tự như vậy, ocean, that ocean levels are rising is undeniable. Mình có thể dùng là it is undeniable that ocean levels are rising. Very easy, đúng không? Very simple. That burning fossil fuels is a cause of global warming has been well documented. It is well documented that. Well, so it is well documented that burning fossil fuels is a cause of global warming. Okay? Rất là đơn giản đúng không? So đây chính là mình để that. Mọi người nhớ là nó đi sau một vài cái danh từ, một vài cái động từ, một vài cái tính từ nhất định nào đấy. Tính từ thì nó nói về cảm xúc, động từ thì nó nói về tin rằng, nói rằng, còn với cái danh từ thì nó nói về ý kiến. Đấy là một vài cái mình đề giác. Mình có thể cho giác lên trên đầu nhưng nó hơi bị awkward đúng không? Ok, ít khi mình dùng những cái đấy. Tiếp theo thì trong cái that clause hoặc trong cái mệnh đề danh từ này á, mọi người nhớ đấy chính là trong câu trần thuật á, nếu nó động từ ở mệnh đề chính mà nó ở tất cả các cái thì đơn giản như này thì không phải là quá khứ đơn ấy, thì mọi người cứ viết như bình thường, chia theo ý của người viết thoải mái. Ví dụ như the prime minister là cái ông tương đối là to như kiểu bộ trưởng, agreed that global warming is a serious problem. Thì rõ ràng nó đang là đúng không? Mình ý mình là như vậy, mình sẽ dùng is. They hope that all nations will be responsible for solving this problem. Họ kiểu hy vọng rằng tất cả sẽ, ý của mình là sẽ, bây giờ chưa đúng không? Scientists report that atmospheric warming has already begun. Cái này nó, người ta tin rằng, nó report rằng là cái sự ấm lên ở trong không khí đó thì nó đã bắt đầu rồi. Thì nó đã bắt đầu rồi, mình phải dùng cái này. Tương tự như vậy, những cái thì này mình cũng sẽ dùng đúng theo cái ý của người viết thôi, ok? Chứ không không phải theo bất kỳ quy tắc nào cả. Nhưng nếu động từ trong mệnh đề chính ở trong quá khứ thì tất cả những cái mệnh đề that phải được lùi thì so với cái gốc của nó ấy. Ok, câu trần thuật đấy. Ví dụ câu trần thuật đang là động, nó đang là kiểu hiện tại đơn chẳng hạn, mình sẽ biến thành quá khứ này, hiện tại hoàn thành biến thành quá khứ hoàn thành này, quá khứ biến thành quá khứ hoàn thành này, will, can, thành would, could. Ok, ví dụ như the prime ministers agreed that
thì phải là global warming was a serious world problem. Hope that chẳng hạn sẽ là would be này. Reported that thì chỗ này nó là has sẽ là had. Reported to stated that thì nó sẽ là carbon dioxide was. Cho nó phải lùi thì đi. Lúc người ta state ấy, thì nó là is, đúng không? Lúc đấy ấy, lúc đấy nhưng mà nó trong quá khứ rồi. Do đó khi mình nói là stated ở đây ấy, thì nó sẽ là was, nó phải lùi thì xuống. Ok, thế thôi. Subjunctive noun clauses, mình không biết gọi nó là cái gì trong tiếng Việt. Nhưng mà với cái những cái thứ mà đi với advice này, đi với cả ask này, đi command này, demand này, đi với cả request này, necessary này, urgent này, tức là nó nói về cái sự quan trọng này, cần thiết này, demand này, kiểu bắt buộc, ép buộc các kiểu đấy, thì nó sẽ là cái phần noun clause này. Và mọi người nhớ là lúc đấy thì không được có should, must nữa, bởi vì bản thân cái chữ urge này nó đều đã có nghĩa là should hoặc là must làm cái gì đó rồi. Ok, ví dụ như the company president urged that the marketing department be more aggressive. Đương nhiên mình có thể should be, must be, đúng không? Nhưng bản thân nghĩa của nó đã có cái từ này, nó đã có nghĩa must hoặc should ở đây rồi, cho vào nó sẽ bị thừa nghĩa. Thì với cái quy tắc viết của nhất là của anh Mỹ thì nếu cho should và must vào đây nó sẽ bị sai, tính là bị sai đó. Anh người ta cũng đang adopt cái phần này khá là nhiều, nên mọi người nhớ nhá, chỗ này sẽ là bare verb nhé. So it is necessary that, sau đấy nó sau cái mệnh đề that này nó sẽ phải là chủ ngữ này, động từ này, và động từ này là bare verb luôn. X ở đây mặc dù đây là số ít này vẫn là would, không chia là would, vẫn là would bình thường. Phủ định thì thêm not vào thôi, not, lose, not, be các kiểu. Ok. Ví dụ như cái phần này mình sẽ thử làm bài tập nha. So để thành lập cái câu chứa mệnh đề danh từ trong đây. Ví dụ như cái A này nhé, all citizens must conserve water wherever possible. So the water department recommends that, đúng không? Mình vẫn dùng all citizens conserve luôn, phải bỏ cái must này đi. Được chưa? Tương tự như vậy, what will the water department demand? Mình sẽ dùng là the water department demands that every individual decrease water use. Là xong. What is necessary? Mình dùng it is necessary that every family reduce its water use by cái này. What does the water department propose for city dwellers? Mình sẽ dùng là the water department proposes that in the cities everyone limit showers to 5 minutes. What is required of farmers? Farmers are required that, đúng không? They cut their water use by 25%. Or like it is required that farmers cut their water use by 25%. What is suggested for farmers? It is suggested that every farmer install a drip irrigation system. What does the water department urge for people living in suburban areas? So the water department urges that people in the suburbs not use water to wash cars, sidewalks or streets. Okay? Rất đơn giản đúng không? Mọi người có thể pause lại hoặc là kiểu lướt lại để xem cái như kiểu cách mình giải thích hoặc là cái việc hiểu của mọi người ok không nhé. Đừng có lướt quá phần này. Okay, tiếp theo chúng ta đến mệnh đề danh từ số 2 thì chính là if whether clauses. Nó có nghĩa là kiểu liệu rằng á. Rất là dễ, ví dụ như kiểu là is the test easy? Đây là cái câu hỏi, nó biến từ cái câu hỏi không từ để hỏi thành cái này. Tức là câu hỏi của mình sẽ là cái test có khó không, có dễ không, đúng không? Sau đó chúng nó kiểu là sang cái câu này mình biến nó thành cái danh từ á. Mình sẽ nói rằng bọn students nó muốn biết cái gì, đúng không? Liệu rằng cái test nó có dễ hay không? Ok. Does he know the answer? Tức là mình sẽ là liệu rằng anh có biết cái
kết quả cái đáp án hay không. So I want to know whether he knows the answer. Tôi muốn biết rằng liệu rằng anh ấy có biết cái đáp án hay không. Đó, vị trí của or not này nó có thể whether, nó sẽ có thể đứng ở đây luôn, chính là whether. Bản thân cái whether này nó đã có nghĩa là or not rồi, đa phần mọi người đều hiểu như vậy. Nhưng mọi người vẫn có thể cho or not ngay sau whether này, hoặc là whether và cho or not ở cuối này. Nhưng với if nó chỉ có là if và không có or not, hoặc if và or not ở cuối thôi, chứ không có if or not ở đây. Ok, nó khác whether ở điểm đấy đâu. Nó có nghĩa là liệu rằng, có nghĩa là hay không á. Cái liệu rằng này nó quan tâm cả hai chiều, or not, và tức là mày đến hay không đến thì cũng bảo tao. Tức là như kiểu whether you are coming or not, như kiểu you should tell me whether you are coming or not. Ok, tức là liệu rằng mày đến hay không đến cũng bảo tao. So I want to know, mọi người sẽ chuyển nó sang thành if or và whether nhé. Mọi người để chuyển cái phần này thì nó rất là dễ đúng không? Mọi người thấy cái câu hỏi này, whether xong hoặc if xong nhé, mình sẽ lấy luôn cái danh từ của nó. Sau đấy mình sẽ đưa cái thằng trợ động từ về đằng sau, hoặc là mình sẽ chia nó như bình thường, đúng không? Does he know, mình sẽ, đây là hiện tại đơn này, whether xong, he là chủ ngữ này, mình sẽ vứt chủ ngữ luôn đằng sau. Xong verb, verb phải chia theo cái thì gốc của cái trợ động từ là does, là knows, thế thôi. Thì bên này, cái bài này cũng tương tự như vậy. Chỗ này để chuyển nó thành á, cái bên này thì mình sẽ dùng là acupuncture, cho là whether or if, đúng không? Acupuncture is, chuyển ra đây thôi, a risky medical procedure. Are the needles made of, đúng không? Mình sẽ dùng là whether, if, hoặc whether vào đây. The needles are, đúng không? Chuyển are ra đây thôi. Mọi người nhớ nhá. Ví dụ như kiểu là, ê mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, đúng không? Sẽ là do you know what the time is, chứ không phải what is the time nhé. Đương nhiên khi mình hỏi mình thường what is the time, hoặc là kiểu what time is it, đúng không? Sẽ là what the time is. So what do the needles hurt when they are inserted, đúng không? Sẽ là whether the needles hurt, mình sẽ chia đúng không? Do này là hiện tại đơn này, needles này số nhiều thì hurt không chia, thế nó bỏ do đi nó sao? Bỏ, nhớ là cái này vẫn phải bỏ hết các cái hỏi chấm làm sao nhỉ? Bởi vì nó biến thành một cái danh từ, nó không phải là câu hỏi nữa. So has the effectiveness, đúng không? Bỏ cái trợ động từ đi. The effectiveness of acupuncture in relieving back pain has, đúng không? Has ever been documented? Kết quả của mọi người có giống cái mình làm không? Nếu ai không pause lại thì pause lại thử làm nha. So can này cũng vậy. Acupuncture, đúng không? Whether acupuncture can strengthen the immune system, đúng không? Does này, nó là hiện tại đơn này, đúng không? So acupuncture uses the body energy to promote healing. Did you, did này chẳng hạn thì nó sẽ phải là như whether you study, phải là AD đúng không? Mình phải chia nó. Have you ever, thì mình sẽ là whether you have ever used. Ok, rất là đơn giản đúng không? Nhớ là phải chuyển vị trí nhé, chia theo cái trợ động từ. Và cái cuối cùng của ngày hôm nay chính là cái question clauses, là mệnh đề danh từ câu hỏi, thì nó sẽ bắt nguồn từ cái câu hỏi ấy. How did the robbers enter the apartment? The police want to know how the robbers enter the apartment. Tương tự như cái phần kia, sau cái how, sau cái câu hỏi, sau giống như kiểu sau if whether nó sẽ phải là chủ ngữ luôn. Sau đấy động từ đằng sau sẽ phải chia theo cái trợ động từ ở đây. Tương tự hoàn toàn, đúng không? Không khác gì cả. What time is it, đúng không? So please tell me what time it is. Là xong. Vì câu hỏi đây là what time. Sau cái phần này mình sẽ phải biến nó thành cái chủ ngữ động từ thì mới là mệnh đề chứ, đúng không? Đó là mệnh đề SV ở đây. So câu hỏi của mình như thế này, mình sẽ biến nó thành cái mệnh đề danh từ như nào. When and where will the concert take place? Thì sẽ là ask ở đây, mọi người thấy là ED này. Nhớ cái phần này nha. Ask ED xong thì mọi người sẽ cần phải lùi thì của nó xuống, đúng không? Sẽ là when and where
The concert would, would. Lùi thì nha. Và sau when and where nó phải là chủ ngữ luôn chứ không phải là trợ từ đúng không? Sẽ là the concert will, đáng ra là will ở đây đúng không? Nhưng phải lùi thì xuống bởi vì ở đây nó là as này. Nếu không có ed nhé thì nó sẽ không cần lùi thì. Được chưa? When did you last perform in thì sẽ là when you. Đáng ra mình sẽ chia theo last performed, thêm ed là xong đúng không? Nhưng mà đây là ed này, mình phải lùi xuống. When did you have last performed ed, phải biến cái quá khứ đơn thành quá khứ hoàn thành. Tương tự như vậy, have you been together thì sẽ là how many years you have been, lùi thì của hiện tại hoàn thành xuống thành quá khứ hoàn thành. Mà nhớ nó bỏ hết những cái phần hỏi chấm đi nha. Mọi người hiểu hơn chưa? Write thì quá khứ của write là gì? Là wrote, đúng không? Who wrote your songs? Where do you thì thành chữ, thành quá khứ đơn, đúng không? You practice. Have you thì lùi xuống thành have you, đúng không? How many songs have? Thế là you have recorded. Which company produces, đây là hiện tại đơn này thì thành quá khứ đơn, produce ở đây thôi. Which company produces your CDs? How many Grammys do you have? So how many Grammys you do thì just đúng không? Just thì nó là quá khứ đơn thì sẽ have. Ok. Những cái câu hỏi như kiểu là câu hỏi cho chủ ngữ này, which company này, hoặc là who, câu hỏi cho chủ ngữ thì mình sẽ chỉ có động từ thôi chứ không có trợ động từ nha. Ngay bên này cũng không có trợ động từ này, những chủ ngữ. Thì đây là câu hỏi cho chủ ngữ. Thì mọi người nhớ đây chính là cái chỗ này mình sẽ đưa luôn ed vào trong đây là xong thôi. Cả nhóm kia chưa? Nếu mà cái phần này, nếu mà không có cái phần này nha thì mọi người sẽ không cần lùi thì, cứ thấy cái thì nào vứt thì đấy vào thôi. Rồi. Chúng ta sẽ đi đến với cả bài tập luyện tập nhé, xác định các mệnh đề danh từ trong bài luận sau. Believe that này, mệnh đề danh từ that này, sau chữ believe đúng không? Tin rằng, tin cái gì? Tin rằng này. Deny that này, deny cái gì đúng không? Tức là kiểu phủ định cái gì này. It is by no means clear that này. Tiếp tục là that này là mệnh đề danh từ này. Sau đây là chủ ngữ này. Động từ này. Ok. Câu này mình sẽ thấy có chủ ngữ này. Động từ này. By cái gì đó, by cộng verb in này. Nhưng mà không hề có that, có whether, có question gì đó đúng không? Thì nó không phải là mệnh đề danh từ thôi. Which này thì rõ ràng là không có ở trong cái mệnh đề danh từ rồi. Cái which này á, nó chính là bổ nghĩa chữ cause này, nó chính là mệnh đề tính từ trong bài sau. Leading này cũng là rút gọn của mệnh đề tính từ. Trong bài sau, sau nữa thì sẽ gặp. Cũng không có mệnh đề danh từ. Being with the family reduces the risk of cái phần này phần kia. Cũng không hề có mệnh đề danh từ trong đây. Đó. We have to ask whether này. Đây, đây là whether này. Mệnh đề danh từ này. Đây chủ ngữ, đây động từ này. Đó. Liệu rằng đây có phải là một cái đề xuất nó kiểu mang tính thực dụng không? Where này là mình để tính từ trong bài sau, sau nữa sẽ gặp này. It is inevitable that này, nó không thể tránh khỏi rằng, cái rằng này lại tiếp tục của cái thằng này. Điều đằng sau này là điều không thể tránh khỏi. It seems that cũng này, cũng là cái đằng sau này thì có vẻ như đúng không? It seems that, seems như thế nào đúng không? Là cái gì á, thì cái tab này chính là cái chủ ngữ đấy, đây chính là cái mệnh đề danh từ, đây là chủ ngữ này, động từ này. Allowing này là cái phần
from này, from cái gì đó này. No, end này là cái phần mình đang buồn ngủ nữa rồi. Bây giờ hiện tại đang là 2 giờ đêm. So anyway, allowing them to play with without direct supervision may be a benefit. Thì đây đây là từ đây đến đây nó là cái chủ ngữ này, để động cử. Chủ ngữ bắt đầu bằng vô bình đó, mọi người có nhớ cái bài chủ ngữ danh động từ không? Đây, mình thêm in vào để biến cái thường động từ thành danh từ thôi. Ok, it appears that thì đây là mình đã danh từ này. Đó. Nhưng không phải cứ khi nào có that đều là danh từ đâu nha. Chắc. Đây, ví dụ this is provided that này. Thì cái chữ provided that này nó là khi và chỉ khi ấy, thì nó ở trong cái mệnh đề trạng từ chứ không phải là mệnh đề danh từ. Okay. Chỉ khi nó bằng only if ấy. Only if thì nó giống với cả mệnh đề trạng từ hơn chứ không phải mệnh đề danh từ. Ok. Who này thì là mệnh đề tính từ đang bổ chữ peers này. Anyway, phần cuối cùng bạn sẽ phải đi tìm 21 lỗi ở trong cái bài văn ở dưới đây. Mọi người nhớ pause cái video lại nhé, xong rồi tìm cùng mình. Ok, mọi người xem câu một trước đúng không, xem có gì không, pause lại khoảng tầm 10 giây gì đấy, xem qua một đợt xem có lỗi gì không, xong rồi bật, xong rồi xem cái cách giải thích của mình, sau đấy lại tiếp tục pause lại. Ok, nếu chỉ nghe mình nói mà hiểu thì cũng ok. Ok, nhưng mà nên cùng làm cùng mình nó sẽ ok hơn nữa. Rồi, mình sẽ làm câu một trước nhé. Professor Sanchez, chủ ngữ này, give là một động từ này. Lecture on transistors last Tuesday. Ok. So, câu này không có lỗi này. Hai, first, he explained. Mọi người nhớ nhá. Ở đây nó là cái ED này. Thì what are transistors, chỗ này R này nó có sau cái mệnh đề danh từ vậy thì nó phải là chủ ngữ luôn đúng không, thì phải đổi chỗ này là một này, và ngoài ra chỗ này nó là ED, do đó cái thằng này lưu thì xuống nó là word. What transistors were, he said, không được có phẩy nhá, dấu đây là cái rất lỗi rất hay sai về dấu câu ở trước that sau that không được có phẩy, mọi người nhớ phần đấy. So he said that, set này là quá khứ này, đây phải lưu ý ký tiếp này. They were very small electronic devices used in telephones, automobiles, radios and so on. Ok, pause lại nhé, sau đấy xem câu 4 cho mình nha. Ok, cool, so mình giải luôn câu 4 nhé. He further explained, ED tiếp này, that transistors thì nó phải là ED đúng không? Controlled the flow of electric current in electronic equipment. Ok, he wanted to know cái gì đúng không? He wanted to know which popular technological invention cannot and could not đúng không? Could not operate without transistors. Ok, most students agreed that không không được có vậy nha. It, do đây là quá khứ này, it was the personal computer. Professor Sanchez then asked, quá khứ tiếp này, if the students, nó phải là new đúng không? Phải lưu ý đó, new, how to này, sau how này á, biết phải biết cái gì đúng không? Đây là mệnh đề danh từ câu hỏi này, thì nó phải là chủ ngữ luôn. Transistors function, ở trong đây nó là quá khứ này, nó phải lùi cái do này thành did, thì nó là cái quá khứ đơn đúng không? Thì function này thêm ed thôi. Functions in computers. He said that, quá khứ tiếp này, transistors were etched into tiny silicon microchips and that these transistors increased the ED đúng không? Lùi thì word này lùi rồi, thành ra ok. Then he asked, quá khứ tiếp này, the class when had transistors been invented. Lùi thì ok đúng không? Đáng ra là when it was invented đúng không? Nhưng mà chỗ này when it thôi. Sau đây sẽ phải transistors have been
lùi thì là một và đảo vị trí là hai, bỏ luôn cả dấu là ba. Sergei guessed that they were invented in, cái này quá khứ và quá khứ trước của cái thằng kia luôn đúng không? Sẽ là they had been, lùi thì của cái quá khứ này đi. Bởi vì tại thời điểm nói, tại thời điểm nói của thanh niên này này thì cái transistors này thì đã được invented rồi, thì của cái thằng Sergey này nó nói đã là were rồi tại lúc đấy, do đó đây nó lại là AD, mình phải lùi của cái thì kia xuống nữa đúng không, thì nó là had thôi. The professor said that he was correct đúng không, không thể is được, he was correct. Professor Sanchez then asked what was the importance of this invention? Mình sẽ phải dùng sau what này, nó tiếp tục phải là danh từ đúng không? What the importance of this invention was? Và phải bỏ cái này, thêm dấu chấm. Many students answered that, quá khứ đây. It was the beginning of the information age. At the end of the lecture, the professor assigned a paper on transistors. Nice. Không sao cả. He requested that, đây nó là cái mà như cái yêu cầu đúng không? Thì nó phải là bare verb. Each students choose. Nếu mà lùi thì là sai nhé. Nó là bare verb. Should choose thì bỏ should, bỏ must đi. A topic by next Monday. He suggested that, tiếp tục lại phải là be đúng không? Be tight. The paper is be tight. Nó phải là bare verb. That's it. So that's everything about this lesson. See you guys in the next lesson about adjective clause or adverb clause. I'm not sure, but anyway, bye guys.